Chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi coi một căn single family home ở thành phố Euless DFW cách sân bay Dallas Fort Worth 15 phút về hướng Nam, Tây Nam và 15 phút đi xuống dưới phía Nam là thành phố Arlington của người Việt chúng ta. Đây là một căn nhà model home mới xây, diện tích là 2.000 square feet và căn bên kia là 2.700 square feet. Giá nhà nó sẽ rơi vào khoảng 330.000 cho tới 370.000 tùy theo cái upgrade và tùy theo cái option của bạn muốn chọn. Đây là căn nhà 3 tầng. Như các bạn thấy 3 stories. Nhìn ở ngoài nó rất là giống những căn nhà townhouse, nhưng mà nó không phải, nó là single family house tại vì nó không có share cái tường chung với nhau. Nếu như nhà townhouse sau á thì tường nó sẽ là vách chung. Căn nhà này là 3 phòng ngủ và 3 phòng rửa tắm. Giá trung bình là khoảng 300.000. Nếu như upgrade lên đó thì nó sẽ là thêm 30.000 nữa là 330.000. Nhà có diện tích của là khoảng 2.000 square feet. Mời các bạn vào trong nha. Khi vào trong, trước mắt chúng ta là một cái cầu thang đã lên lầu. Trên lầu nó sẽ có nhà bếp ở trên lầu. Còn cái ở dưới này, tầng trệt đó, thì nó sẽ không có nhiều điều ở dưới này. Đây là một cái phòng ngủ dành cho khách. Mình vào mình chiếu cho bạn coi. Thấy không? Phòng ngủ này đơn giản thôi, có một cái closet và để cho khách. Cái mà mình thích ở căn nhà này đó là người ta tối ưu rất là nhiều cửa sổ để sử dụng ánh sáng tự nhiên. Tiếp tới đây sẽ là cái garage dành cho hai xe nó sẽ đi vào phía bên trong, phía sau lưng của căn nhà. Ngôi nhà này màu chủ đạo là màu trắng. Nếu như mà các bạn muốn cái màu khác đó thì người ta sẽ không có làm cho các bạn. Các bạn chỉ có thể mua nhà sau đó khi mình dọn vô thì mình sẽ chỉnh lại màu theo ý của mình. Lên lầu. Và căn nhà này nếu như mà mua basic nhất đó thì cái sàn nhà sẽ là thảm. Còn nếu như bạn upgrade lên thì nó sẽ là ván như mình đang chiếu cho các bạn xem. Tầng 2 sẽ là nhà bếp. Rất là đẹp ha. Nhà bếp này đủ cái diện tích để cho chúng ta có những cái bữa tiệc lớn dành cho họ hàng và gia đình lớn. Đủ để một cái bàn, 8 ghế. Và kế bên là phòng khách. Thiết kế nhà này rất là thú vị khi mà những cái sinh hoạt chính là lên lầu 2.
hệ thống âm thanh đã được thiết kế sẵn, cài sẵn ở trên trong nhà này rồi. Và camera cũng vậy, camera thì bạn có thể xài những cái Bluetooth camera để mình khỏi phải mở tường ra nha. Trong đây là một cái restroom nhỏ dành cho khách. Đây là một đường cái restroom này. Như mình nói, nhà này là 3 phòng ngủ và 3 phòng rửa restroom. Bathroom, 3 phòng rửa bathroom. Sau mình đã xem xong cái phần bếp, nhìn rất là sáng ha. Cái điều của những căn nhà này đó là những cái cửa sổ kế bên bị che bởi cái nhà kế bên, cho nên bạn sẽ không có nhiều ánh sáng phía bên hông. Nhưng mà nếu như bạn mua những căn nhà mà ở góc tường thì bạn sẽ có hai hướng, hai mặt tiền. Các bạn thấy sao? Khi mà mình mua nhà thì bếp sẽ không có tủ lạnh thôi nha. Đây là một thành phố rất tốt ở trung tâm của Dallas, Fort Worth. Bạn có thể đi ra Đông Tây Nam Bắc gần nhau, tại vì nó nằm ở trung tâm. Bây giờ chúng ta có thể lên cái lầu thứ hai, lầu thứ ba. Lầu này sẽ là bằng thảm luôn, vì đây là cái cơ bản nhất. Lên lầu thứ ba này, tầng thứ ba là chỉ dành để cho phòng ngủ của gia đình, một master bedroom và một phòng nhỏ hơn. Đây là cái phòng ngủ nhỏ. Kia là một cái bathroom ở trong đó. Và cái closet này. Rất là tiện nếu như chúng ta có con chúng ta ngủ như thế này. Trên đây. Còn cái phòng ở dưới tầng 1 có thể dùng cho khách. Và đây là dùng để máy giặt máy sấy. Kế tiếp là cái mà rất nhiều người chú ý, đó chính là master bedroom. Master bedroom của phòng này có thể để vừa một cái giường king và còn rất là nhiều chỗ trống khác. Đây là một cái walk-in closet. Có hai cái bồn lavabo nữa. Cái phòng tắm này đó, nó chỉ có tắm đứng thôi chứ nó không có tắm nằm. Vì thật ra bây giờ tắm nằm chúng ta cũng ít dùng lắm. Dùng được bao nhiêu lần đâu. Tắm đứng nhìn rất là đẹp và rộng nha. Còn đây là một cái phòng cho toilet riêng. Có cửa đàng hoàng luôn. Đây cái walk-in closet. Rất là rộng. Các chị em rất là thích những cái này vì để được rất là nhiều đồ. Xong, đây là một cái phòng master bedroom. Các bạn thấy sao về căn nhà này? Mình thì mình thấy căn nhà này nó rất là vừa cho một cặp gia đình, cặp vợ chồng và đứa con hoặc là hai đứa cũng được ngủ ở một tầng riêng, ăn ở một tầng riêng. Tuy nhiên nhà mà có người lớn đó, thì đây là bất tiện tại vì phải leo cầu thang rất là nhiều. Mình sẽ quay một cái căn nhà kế tiếp cũng là thành phố Euless, Texas. Đây là căn nhà 3 stories. Nó cũng giống như căn nhà kia mình quay nhưng mà nó bự hơn. 3 story, 3 phòng ngủ và 3 phòng rửa tắm. Nằm cách sân bay DFW khoảng 15 phút về hướng Nam và 15 phút đến khu người Việt ở Arlington về hướng Bắc. Thì chúng ta hãy vào xem căn nhà này nha. Căn nhà này phía bên ngoài người ta lót bằng đá gạch. Đây là phong cách rất là Texas. Cửa kính này giúp tối ưu hóa ánh sáng từ bên ngoài vào. Bước vô trong thì đây là cái phòng khách, nó rộng hơn như là căn nhà kia. Diện tích là 2770 square feet. Đây là cầu thang đi lên.
chúng ta hãy bước xuống căn nhà này nha. Nhìn nó rộng hơn căn nhà kia không? Đây là cái bathroom. Chủ đề này, cái này nó sẽ được chuyển đổi thành garage. Bây giờ chúng ta đi lên lầu nha. Căn nhà này màu nó cũng là màu trắng. Cửa sổ là cửa sổ lớn để tối ưu hóa ánh sáng từ bên ngoài vào. Bây giờ chúng ta sẽ lên lầu nha. Lên lầu căn nhà này nó sẽ có một phòng ngủ ở trong cái lầu 2 và một bếp và một cái living room. Như các bạn đã thấy, living room đây rất là bự, để một cái bàn ăn bự và một sofa. Đây là bếp. Bếp thì khi chúng ta mua, người ta sẽ cho mình cái bếp này, không có tủ lạnh nha. Cái mặt bàn Quarantine này nè là từ đá hoa cương, và đây là cái đá mà sau khi upgrade lên. Còn nếu như bạn mua cơ bản thì cái đá nó sẽ không được như vậy. Chiếu tổng quát cho các bạn coi, nhà rất là đẹp. Sinh hoạt là ở trên lầu 2 này. Lầu 3 thì sẽ là để phòng ngủ thôi. Sau lưng cái bếp nó sẽ là một cái phòng ngủ khác. Ở đây là một cái phòng ngủ được một cái queen size closet ở đây. Đấy, cái phòng ngủ cho các bạn coi. Người ta trang trí rất là đẹp. Tông màu phòng ngủ này là tông màu kem. Khi mà bạn mua thì bạn không được chọn sơn chỗ này, sơn chỗ kia, màu kia. Một là tổng thể hết căn nhà, sơn màu nào thì chọn một màu. Nếu như muốn thì các bạn có thể về nhà mua màu tự sơn lại cũng được. Chứ khi mà người ta build, người ta không có làm cho mình. Đây là cái full size bathroom. Rất là đẹp. Cửa sổ này các bạn có thể dùng tối ưu hết tất cả cái ánh sáng. Tại vì căn nhà này nằm ở góc cho nên mình mới làm được như vậy. Đây là dùng để TV. Vậy thì sao, đẹp không? Rất là đẹp ha. Mình thích cái cửa này. Ngồi phòng khách ở đây. Với gia đình trẻ thì cái này ok. Còn gia đình già thì leo lên leo xuống hơi bị mệt. Và bây giờ chúng ta sẽ lên lầu 3, khu vực phòng ngủ. Khi chúng ta bước lên thì đây sẽ là cái phòng, một cái phòng ngủ nhỏ khác nha. Sẽ quay xuống đây cho nó sáng hơn cho các bạn coi. Đây là một cái phòng ngủ nhỏ dành cho một người thân trong gia đình, cho con chúng ta chẳng hạn. Và trong phòng ngủ cũng có luôn một cái phòng full size bathroom. Đối với căn nhà này, nó nằm ở ngay góc thì nó sẽ tận dụng được những cái cửa sổ. Như các bạn đã thấy, ở đây cửa sổ nó làm sáng căn nhà. Và đây là một cái phòng laundry room, là giặt đồ, để mới giặt này kia. Từ đây chúng ta có thể đi ngay cái closet và đâm thẳng vào cái phòng master bedroom. Rất là hay. Đấy, phòng tắm này là cái phòng tắm đứng nha. Căn nhà kia nó là 2.000 square feet thôi.